Tử vi thứ tư ngày 13 tháng 10 năm 2021 của 12 con giáp với chủ đề tuổi Dần như diều gặp gió. Xem tử vi thứ tư ngày 13 tháng 10 năm 2021 của 12 con giáp cho thấy tuổi Sửu nên cẩn thận kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ giữa bạn và người ấy. Và trước khi bước vào nội dung chính, quý anh chị và các bạn đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Tuổi Tý. Tử vi hàng ngày 12 con giáp ngày 13 tháng 10 năm 2021 cho thấy vận trình công việc của Tý thăng tiến, tài lãnh đạo của bạn phát triển. Về tài chính, bạn có cơ hội để kiếm tiền, nhưng quan trọng là bạn có biết nắm bắt cơ hội hay không mà thôi. Chuyện tình cảm không có gì khởi sắc, Tý và người ấy vẫn mặn nồng bên nhau. Con số may mắn, số 3, số 6. Màu sắc may mắn, màu vàng, màu xanh. Quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Ngọ. Giờ tốt, 16 giờ. Tuổi Sửu. Tử vi hàng ngày 12 con giáp ngày 13 tháng 10 năm 2021 nói rằng tuổi Sửu dễ phân tâm trong công việc, bạn không có động lực để làm việc. Về tài chính, hôm nay không phải là thời điểm tốt để tiến hành đầu tư, tuổi Sửu nên tạm gác lại các dự án. Về tình cảm, Sửu nên cẩn thận kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ giữa bạn và người ấy. Con số may mắn, số 2, số 9. Màu sắc may mắn, màu hồng, màu cam. Quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dần. Giờ tốt, 6 giờ. Tuổi Dần. Theo tử vi 12 con giáp ngày 13 tháng 10 năm 2021 cho biết, vận trình công việc của tuổi Dần lên như diều gặp gió. Nếu bạn chăm chỉ thì năng lực của bạn sẽ được mọi người công nhận. Tình hình tài chính chỉ ở mức trung bình, Dần nên cẩn thận hơn trong việc đầu tư kinh doanh. Vận trình tình cảm thăng hoa, những người độc thân có thể gặp được ý trung nhân của mình. Con số may mắn, số 12, số 32. Màu sắc may mắn, màu xanh, màu tím. Quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Dậu. Giờ tốt, 10 giờ. Tuổi Mão. Tử vi hàng ngày 12 con giáp cho biết công việc của Mão diễn ra vô cùng suôn sẻ, đồng nghiệp hòa thuận, môi trường làm việc thoải mái. Về tài chính, con giáp này có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn, thu nhập tăng nhanh. Về tình cảm, Mão đừng nên bướng bỉnh, nếu sai hãy nhận lỗi với đối phương. Con số may mắn, số 10, số 19. Màu sắc may mắn, màu vàng, màu đỏ. Quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Ngọ. Giờ tốt, 7 giờ. Tuổi Thìn. Theo tử vi 12 con giáp ngày 13 tháng 10 năm 2021 cho biết vận trình công việc của Thìn tăng tiến, bạn có nhiều ý tưởng mới mẻ và có thể được cấp trên đánh giá cao. Tình hình tài chính ổn định, bạn có thể thoải mái mua sắm những thứ mà mình thích. Chuyện tình cảm khởi sắc, những người độc thân có thể tìm thấy mảnh ghép của đời mình. Con số may mắn, số 12, số 25. Màu sắc may mắn, màu trắng, màu hồng. Quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Tỵ. Giờ tốt, 7 giờ. Tuổi Tỵ. Theo tử vi hàng ngày 12 con giáp ngày thứ tư 13 tháng 10 năm 2021 cho biết công việc của Tỵ diễn ra khá suôn sẻ, bạn có thể nhanh chóng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Về tài chính, thu nhập của bạn tăng lên, chất lượng cuộc sống được ổn định hơn. Về tình cảm, Tỵ và người ấy đang cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau. Con số may mắn, số 14, số 16. Màu sắc may mắn, màu nâu, màu đỏ. Quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Tuất. Giờ tốt, 12 giờ.
tuổi Ngọ. Tử vi hàng ngày cho biết vận trình công việc của Ngọ tăng tiến, hiệu suất công việc tăng cao. Về tài chính, con giáp này nên suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Về tình cảm, Ngọ vượng vận đào hoa, những người độc thân sắp giả từ kiếp FA. Con số may mắn, số 8, số 12. Màu sắc may mắn, màu tím, màu xanh. Quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Dần. Giờ tốt, 13 giờ. Tuổi Mùi. Tử vi ngày 13 tháng 10 năm 2021 cho biết công việc của Mùi vô cùng khởi sắc, mọi việc vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch đề ra trước đó. Về tài chính, tài vận hanh thông, tiền bạc không thiếu. Về tình cảm, lòng tin giữa bạn và người ấy tăng cao, khiến mối quan hệ được thắt chặt hơn. Con số may mắn, số 19, số 36. Màu sắc may mắn, màu vàng, màu xanh. Quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dần. Giờ tốt, 17 giờ. Tuổi Thân. Tử vi ngày 13 tháng 10 năm 2021 của 12 con giáp cho biết công việc của Thân diễn ra vô cùng suôn sẻ. Bạn sẽ nhanh chóng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Về tài chính, Thân vượng tài lộc, bạn có thể thu được một khoản lợi nhuận kha khá từ việc đầu tư trước đó. Về tình cảm, mối quan hệ giữa các cặp đôi có chút tiến triển. Một số người đang rục rịch tiến tới hôn nhân. Con số may mắn, số 20, số 22. Màu sắc may mắn, màu xanh, màu cam. Quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Tỵ. Giờ tốt, 9 giờ. Tuổi Dậu. Tử vi hàng ngày 12 con giáp cho biết công việc của Dậu diễn ra vô cùng thuận lợi. Tuy có gặp khó khăn, nhưng bạn luôn được người khác giúp đỡ. Tình hình tài chính rất tốt, bạn có thể thoải mái chi tiêu, không cần phải lo nghĩ nhiều. Vận trình tình cảm lên ngôi, bạn có thể yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Con số may mắn, số 6, số 8. Màu sắc may mắn, màu đỏ, màu hồng. Quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Mùi. Giờ tốt, 11 giờ. Tuổi Tuất. Vận trình công việc của Tuất chỉ ở mức trung bình, tốt nhất bạn nên chủ động đưa ra ý tưởng của mình. Về tài chính, tiền bạc không thiếu, cuộc sống của bạn ổn định. Về tình cảm, Tuất nên bình tĩnh giải quyết mâu thuẫn giữa bạn và người ấy. Con số may mắn, số 3, số 14. Màu sắc may mắn, màu trắng, màu xanh dương. Quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Ngọ. Giờ tốt, 14 giờ. Tuổi Hợi. Công việc của Hợi chỉ ở mức trung bình, bạn nên đề phòng kẻ tiểu nhân ở nơi làm việc. Về tài chính, thu nhập của Hợi khá lên, tuy nhiên bạn đừng vì thế mà tiêu xài hoang phí. Về tình cảm, bạn và người ấy có thể xảy ra tranh cãi chỉ vì những điều nhỏ nhặt. Con số may mắn, số 6, số 34. Màu sắc may mắn, màu xanh, màu đỏ. Quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Mùi. Giờ tốt, 18 giờ. Cảm ơn tất cả các bạn và quý anh chị đã lắng nghe và theo dõi bài luận tử vi thứ tư ngày 13 tháng 10 năm 2021 của 12 con giáp với chủ đề tuổi Dần lên như diều gặp gió. Nếu thấy video hữu ích, quý anh chị và các bạn đừng tiếc like, comment và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Đồng thời đừng quên đăng ký miễn phí kênh và ấn vào tín hiệu chuông để luôn là người đầu tiên nhận được thông báo khi có video mới nhất. Kính chúc quý anh chị và các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những